Hi dears, welcome to my channel. We are on the way to our camping. I see a nice sanctuary, so I want to share it to you. Beautiful, isn't it? I love spring. Love to see the young leaves on trees. See how the sun shines brightly? It gives me a lot of energy. I have a red fun marshmallow. A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love. I love everything in this world, but not camping. Do you know why? If you want to know the reason, please continue watching my clip. Before coming here, we wanted to rent a caravan. I also don't like to stay in the caravan, but it's much better than to stay in the tent. However, they already run out of it, and there is no room for rent in this location. Sorry, I will go in to speak in Vietnamese to my audience. Please continue watching, and I will tell you more information about this later. Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Tôi Linh đang ở trên đường đi tới khu cắm trại. Trên đường đi Linh thấy quá trời cảnh đẹp luôn, cho nên Linh muốn chia sẻ với mọi người. Nhìn trời mùa xuân đẹp ghê cả nhà ha. Mặt trời chiếu qua lá cây nè, rồi mấy con bò nhẫn nhơ ngậm cỏ, nhìn thấy yêu đời yêu người ghê ha. Nói chung là Linh yêu tất cả mọi thứ trên thế gian này, nhưng mà Linh không hề thích đi cắm trại nha cả nhà. Có những lý do mà mọi người xem tiếp theo đi sẽ rõ hơn. Trước khi đến đây tụi Linh muốn mướn cái xe tải giống như mấy mọi người caravan để ngủ, thì ở đây chỉ có hai cái và người ta đã cho thuê hết rồi. Rồi ở đây không có phòng cho thuê, cho nên tụi Linh nó buộc lòng phải ở trong cái lều. Trời ơi, sợ muốn chết. Mọi người nhìn đi, tụi Linh đã tới cái chỗ cắm trại rồi đó. Không có một cái gì gọi là đặc biệt hết. Đồng không hiu quạnh. Đây. Trống trơn, trống hoắt. Không có một cái hồ bơi hoặc là cái chỗ nào cho trẻ em chơi hết. Vậy thì lý do vì sao mà Linh đến đây? Và Linh cũng sẽ tiết lộ cho mọi người lý do tại sao Linh không hề thích đi cắm trại nha cả nhà. Mọi người chờ xem. Từ từ Linh sẽ tiết lộ cái bí mật tại sao Linh đến một cái nơi hiu quạnh như vậy để ở trong cái kỳ nghỉ của tụi Linh nhé. Có tiếng chim, không biết mọi người có nghe không? Cái trại của Linh á. Chút xíu quay cho cả nhà coi. Đây là cái lều của tụi Linh. Thì ngày thứ bảy vừa rồi, anh xã Linh với lại ba chồng đã đến đây dựng lều. Có má chồng đi nữa. Và lúc đó Linh đang đi siêu thị để đi mua đồ đem theo nè. Đem mua đồ ăn đem theo á. Với lại Linh đứng đây lóng nga lóng ngóng, mọi người lại đuổi Linh nữa. Linh vụng về mấy cái này lắm. Và ba má chồng Linh cũng biết là Linh không có thích ở trong lều á, cho nên cũng không muốn cho Linh vất vả. Tại vì nếu mà Linh vất vả thì Linh sẽ chán, Linh không muốn ở luôn. Đây là cái lều của hai đứa nhóc của Linh. Phía ngoài và phía trong thì tụi Linh mới tới thôi, cho nên chưa có bỏ đồ vào. Trời ơi, Linh ngán nhất là bỏ một đống đồ vào đem mền gói theo đó cả nhà. Nói rồi á, chát lắm, cho nên không có thích ngủ lều hay là ngủ trên mấy chiếc xe để mà mình đi cắm trại đâu nha. Linh không thích tí gì hết á. Ông xã, anh xã của Linh á, ảnh đang bơm cái nệm. Rồi bây giờ hồi sáng không biết làm sao mà rớt cái này xuống đất hết trơn rồi. Đau quá. Phải đem gói mà gói này của con đúng không? Hay là của ba ba mama? Của ba ba mama. Ok. Để ba ba mama đem lại đây. Rồi cái này á thì đem lại cho tụi nó. Nó ráng
quay cho bằng được cái đống đồ của tụi nó đó. Linh tên mọi người thấy không? Cho nên Linh nó không có thích đi mà cấm trại là như vậy đó cả nhà. Đem lĩnh kỉnh đồ theo hết, mền gói đồ tùm lum hết trơn, đem cả gia đình theo. Ai thích thì thích, chứ Linh không thích cái gì hết luôn á. Rồi ở đây nè, Linh có đem theo một chút đồ ăn vặt nữa, chút xíu thôi. Có đem đậu phộng lên đây ăn rồi. Rồi mì gói nè. Rồi mấy cái này để lên như phốt. Rồi này để cho có mấy đứa con lên ăn vặt. Nói chung là đem ít thôi, tại vì có giấy vệ sinh nữa. Đem nhiều quá thì Linh nghĩ là chiều nay Linh sẽ ăn tại nhà hàng này, rồi ngày mai sẽ đi ăn nhà hàng khác. Thứ tư thì chưa tính tới, nhưng mà không có đem nồi theo nấu ăn, đem theo bình gas mà quên đem theo cái lò nấu ăn rồi, cho nên nghĩ là thôi khỏi đi, khỏi nấu ăn đi. Trời ơi, đã cả đời nấu ăn ở nhà rồi, cho nên đi chơi là dẹp nấu ăn. Cái này ba đem vào rồi đúng không? Anh xã lên ảnh kỹ lắm, anh tỉ mỉ lắm. Ảnh đi chơi á, thường là ảnh đóng gói đồ chứ không phải là Linh. Linh chỉ soạn ra và phụ thôi. Còn giống như là đóng gói rồi làm cho nó đẹp, gọi là làm cho nó gọn gàng á, là anh xã Linh. Look at that. For it. So? Không có ai chơi thì không có sợ liện chúng người ta. Cái này giống như chơi cái gì nào ta, chơi không phải chơi bắn bi mà là chơi cái gì Linh quên mất rồi. Chơi chọi đạn, ở Việt Nam mình chơi chọi đạn đúng không cả nhà? Đó. Linh nhớ hồi xưa mà mình nhỏ nhỏ đó, tụi mình cũng hay có chơi mấy cái này lắm nè. Coi coi đứa nào gần nhất. Đứa nào gần? Thôi cho tụi nó chơi đi, Linh phải đi lại, Linh phụ anh xã lên đây. Không thôi để ảnh lục đục có một mình, ảnh cũng tội ảnh lắm. Đó. Có con vợ gì đâu, tối ngày xách máy đi quay phim thôi, chẳng giúp phụ giúp được gì ai. Ngồi nghỉ tí cả nhà ơi. Linh á không có thích đi cắm trại là mọi người thấy rồi đó, phải tự dọn dẹp rồi tự đem mấy cái đồ ăn theo rồi đem lò để nấu ăn. Nhất là cái khu đi vệ sinh đó cả nhà, là khi mà buổi trưa thì không sao, nhưng mà buổi tối là mình phải đi đến cái khu đi vệ sinh đó, đi thì phải đi một đoạn, không có ở sát bên chỗ mình. Linh không hề thích cái chuyện đó luôn á. Tối lạnh lắm. Linh thấy mọi người thấy không? Trời ấm nhưng mà có gió đó, cho nên Linh buổi này nè còn lạnh, thì Linh nghĩ cái buổi mà tối khuya mà muốn đi vệ sinh đó, trời ơi, nghĩ tới là nhức đầu rồi. The reason why I don't like to go camping because we have to take many things with us. And of course you can choose whether you will take with you or not, but with the children I want to have enough thing to serve them. And especially I don't like to go to toilet, or you sorry not don't like to go but don't like to use the toilet, the public toilet so much. In the middle of the night, if we need to go to the toilet, we have to walk a while, not so far, just a few steps, but it's not inside. So that's why I don't like it. That's the big reason I don't like to go camping. And just continue watching with me. Why?
we decide to stay here. We take a big break. Here we can wash our hands, our cups or labels. We borrow the tents from my parents-in-law. They bought it because they want to go camping with our children. Cái trại này á là Linh mượn của ông bà nội, bà má chồng, sorry, ba má chồng của Linh. Thì mục đích của ông bà mua cái trại này á là để đi cắm trại với hai đứa nhóc Linh. Và ông bà nội của anh xã Linh, nghĩa là ông bà cố của hai đứa nhóc này nè, có một cái chiếc xe caravan. Thì lúc ông nội còn sống á, hai ông bà hay đi bằng caravan đi chơi lắm, đi du lịch đi chơi. Và sau đó ông nội mất thì cái caravan đó ai muốn sử dụng thì sử dụng. Xong ông bà cũng muốn để lại để tụi Linh đồ sử dụng đi chơi đó. Nhưng mà Linh không thích, Linh nói là Linh không thích. Tại vì Linh thấy mỗi lần đi chơi về thì ba má chồng phải sửa soạn lau cái xe đồ đó. Mọi người nghe Linh nói là biết Linh lười như cái nào rồi. Thật ra cũng không phải là lười đâu cả nhà. Tại vì Linh bận từ sáng thứ hai cho tới chiều thứ sáu, nào là đi học nè, đi làm, rồi đi lo cho con cái. Mình không còn thời gian để mình lo cho cái căn nhà thứ hai, nghĩa là cái xe đó mọi người. Rồi anh xã Linh không phải là người giỏi sửa xe, sửa chữa xe đâu. Cho nên Linh không hề thích có một cái, giống như có một sự ràng buộc vì cái xe, rồi mình phải sửa chữa, rồi bảo hành nó. Nói chung là Linh từ chối. Cho nên sau đó thì con cái cũng không còn ai sử dụng cái xe đó nữa. Thì thì bà nội đem bán cái xe đó luôn. Và bây giờ thì để đi chơi lâu lâu, đi với tụi nhỏ. Tại vì cô mấy chú của tụi nó cũng lớn hết rồi. Thì hai đứa nhỏ nhóc của Linh cũng thích đi camping đồ. Lâu lâu tụi nó cũng thích chứ không phải đi hoài. Cho nên ông bà nội mới mua cái trại này. Và bây giờ tụi Linh cần sử dụng thì ông bà đưa để cho tụi Linh sử dụng đi chơi với tụi nhỏ. Đây là buổi sáng đầu tiên Linh mới vừa ngủ dậy. Nói chung là đương nhiên là quay phim thì phải đánh răng rửa mặt hết rồi. Sáng sớm nhìn mặt trời, nói chung là cũng không có sớm lắm đâu. Khi mà ra xong là đã gần 8 giờ rồi. Giờ đi kêu hai nàng công chúa của Linh thức dậy mới được. Hai công chúa cưng ơi, thức dậy con ơi. Thức dậy đi đánh răng đi kìa. Hai đứa ơi. Trời ơi, nhúng nhẽo gì đó. Giờ Linh đi quay cho mọi người tham quan cái khu này nha. Thì ngoài cái khu cắm trại của Linh, hôm qua Linh có nói rồi đó, nhưng mà mình không có thấy hết. Thì hôm nay Linh sẽ cho mọi người xem cái khu cắm trại ở đây như thế nào. Ở đây Linh chỉ thấy hiện tại là có một cái trại của Linh thôi. Anh xã Linh thì đi mua đồ ăn sáng rồi. Mình có thể ăn sáng tại nhà hàng, nhưng mà mình không có nhiều sự lựa chọn, cho nên mình đi mua đồ ăn sáng. Đây là cái phần hôm qua Linh nói. Không biết là có người ở hay không nữa. Tại vì tụi Linh đi tập về thì quá trễ rồi. Đi tập như thế nào thì sorry, chưa nói cho cái bí mật cho mọi người nghe. Thì Linh đi tập gì sau cái clip này Linh sẽ nói cho mọi người nghe nha. Ở đây cũng có một cái caravan nè. Linh tưởng là có vài cái thôi, ai ngờ cũng nhiều lắm đó cả nhà. Ở đây nữa đó, mình có thể thuê ở đây nha. Đó, còn ở phía này nữa. Ở đây yên tĩnh lắm. Giống như cái bài thơ mà mình đọc hồi năm lớp cấp 1 ở Việt Nam đó, là sáng thức giấc trong khu vườn lộng gió để được nghe nhiều tiếng chim ca, tiếng ríu rít chim sâu trong lá, chim chì voi vừa hát vừa ca. Linh nhớ cái bài đó, sáng thức dậy mà rất là may mắn là không có gió, tại vì hồi tối ngủ á lạnh quá trời luôn. Linh tụi Linh á có mấy cái giường điện, nghĩa là cái giường làm ấm á cả nhà. Thì những người mà ở nước ngoài hoặc là không ở Việt Nam thì sẽ biết cái giường này, tại vì cái giường này làm ấm cho mình ngủ. Xong cái tụi Linh không xài,
nên đem cho, đem vô cái tiệm Kringlop, cái tiệm mà bán đồ cũ á cả nhà, thì đem đến đó cho, không xài luôn. Cái xong bây giờ cần xài, mua lại không kịp, đặt trên mạng không kịp. Hồi tối thì nhường cái giường nệm của Linh hay nằm ở nhà á, cho con của Linh. Xong hai vợ chồng ngủ trong cái lều, trời nó lạnh cái lưng á, ngủ không có được. Ở đây là chắc cái khu nhà riêng của người ta, chứ không phải là, đây là khu nhà riêng, chứ không phải là cái khu cắm trại chung, Linh nghĩ là vậy nha. Đó, trời ơi, kêu mở trong mấy khu này thôi Linh chịu đi, Linh không thể nào Linh ở được đâu. Nhìn nó nhỏ xíu, không gian chật hẹp thế hồ luôn. Người ta nói ở giống như mấy cái khu này là ở nhà nghỉ vô cả nhà, nhưng mà Linh không thích. Nói chung là mỗi người một sở thích, chứ Linh không có phê phán cái sở thích của ai nha. Tại vì Linh nói là Linh không thích thôi, chứ không phải Linh nói là cái này tôi không thích, đến này kỳ cục. Tại vì mình không thích thì mình nói nó không có phù hợp với cái tính cách của mình thì mình không thích thôi. Ở phía sau này nè, có nhà nữa. Đó, nghe tiếng chim kêu cũng hay ha. Bây giờ thì Linh sẽ nói cho, đi tới một cái khu mà Linh sẽ nói cho mọi người nghe là tại sao, tại sao mà Linh đến cái nơi này, Linh nghỉ hè, sorry, nghỉ xuân. Giờ mọi người theo Linh nha. Nghe có vẻ bí mật quá hả? Không bí mật thiệt chứ. Tại vì Linh nghĩ đối với Linh là nó cũng đặc biệt á. Không biết đối với mọi người như thế nào, mọi người có chơi cái trò này chưa? Nhưng mà với Linh thì đặc biệt lắm. Ở đây Linh có thấy có khu cho con nít chơi nữa, nhá xíu à. Khu đó là cho con nít khoảng tới 5 tuổi á, mấy cầu trượt nhỏ nhỏ đó. Hồi tối á, trước khi đi ngủ thì phải đi vệ sinh. À Linh quên nữa, đây là cái khu vệ sinh, mọi người nhìn xem. Cái khu cắm trại của Linh ở đó. Thôi cục cưng của Linh nó thức dậy rồi, nó ngồi nó chảy đầu. Đó, khu cắm trại của Linh ở đó nha. Và đây là cái khu để đi vệ sinh, tắm rửa đồ. Tối về ăn tối xong rồi đi tắm, đi vệ sinh, trời nó lạnh. Tôi nói thôi đi mai mốt ai mà rủ Linh mà đi cắm trại là Linh quýnh luôn. Nói cho giận thiệt có chứ không thích đi cắm trại. Đây là khu nhà vệ sinh nữ. Linh thấy có máy giặt nữa, nhưng mà máy giặt chắc là cho những người làm việc ở đây. Linh cũng không quan tâm đâu, đi về giặt cho rồi chứ. Và đây là khu vệ sinh nam. Và đây cả nhà ơi, đây là lý do tại sao Linh ở một cái nơi đồng không hiu quạnh như vậy. Ta-da! Mọi người thấy không? Đây là cái đuôi máy bay đó. Để Linh bắt đầu quay lại cho mọi người xem nha, để Linh coi ánh sáng như thế nào. Tụi Linh đi học lái máy bay, lái máy bay theo sức gió. Mọi người chờ đón xem cái clip sau nhé. Tại vì đây là ngày thứ hai Linh tới đây. Hôm qua Linh cũng quay rồi. Thì Linh đã quay rồi, nhưng mà Linh chưa có ghép clip lại, thì chưa có cho mọi người xem được. Và hôm nay là buổi sáng này, Linh quay để cho mọi người xem lý do tại sao Linh đến đây. Đây là những cái chiếc đuôi của máy bay. Chắc ở đây là sáng rồi. Đó. Và tụi Linh sẽ học bay ở đây một tuần. Linh sẽ làm clip, cái clip sau thì Linh nghĩ là hơi dài cho mọi người xem, nhưng mà Linh nghĩ là cũng xứng đáng lắm. Tại vì hôm qua Linh chơi rồi thì Linh thấy rất là hay. Linh sẽ ghép clip lại và quay lại cho nó đẹp để cho mọi người xem. Đây. Đó. Mọi người thấy không? Phía sau Linh làm máy bay đó. Có rất nhiều đuôi máy bay luôn. Và khi ở clip sau, Linh sẽ nói về cái quá trình học bay và đăng ký như thế nào, khóa học nó diễn ra như thế nào. Mọi người chờ xem nhé. Đây. Tạm biệt cả nhà. Linh xin lỗi tại đem mắt kiến nhìn nè, mở ra nó dấu như vậy nè, không thấy đường. Mặt mặt trời nó chiếu thẳng vào mặt Linh á. Cho nên Linh tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau, nhớ đón xem nha. Nhớ subscribe, like và share giùm Linh. Nếu mọi người có góp ý gì đó thì cứ tự nhiên mà góp ý cho Linh đi. Tại vì Linh
biết nhìn vào cái subscribe của Linh, cái view thì mọi người biết là Linh cần phải học tập thêm và phát triển thêm, cho nên mọi người cứ tự nhiên mà trao đổi với Linh nha. Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật vui. Bye bye.